Sau khi thưởng thức món chả cá dầu đặc sản, chúng tôi lại cùng Annie chia tay đầm vạc, tiếp tục xuôi về đền Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Cô bạn Annie của chúng tôi ở phương trời xa lắm, tận bán đảo Scandinavia thuộc vùng Bắc của châu Âu. Chúng tôi đã trò chuyện với cô những điều cần nói nhất. Chừng chắc chừng nhị là hai vị nữ vương vào năm 40 sau công nguyên, hai bà đã giấy binh chống lại ách đô hộ của nhà Hán. Hai bà mất, được nhân dân ngưỡng mộ, tôn thờ ở nhiều nơi. Đang chuyện với Annie thì chúng tôi gặp một đoàn học sinh đi tìm hiểu thực tế, học lịch sử ngay nơi đền thờ hai bà. Hai Bà Trưng sinh ra trên nền đất đặt đền thờ Hai Bà Trưng này. Và hai bà làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 6 tháng Giêng năm 40 sau công nguyên. Chỉ trong có 2 tuần trăng, hai bà đã đuổi sạch quan quân nhà Hán ra khỏi non sông đất nước ta. Tên thái thú Tô Định phải cạo râu cắt tóc, hóa trang chạy trốn về Nam Hải để chịu tội với nhà Hán. Và hai bà thâu lại 65 thành về tay nhân dân ta, xây dựng cái chính quyền phong kiến đầu tiên ở đầu công nguyên này, và xây dựng cái chính quyền là nhà nước phong kiến đầu tiên là lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương và đóng kinh đô tại quê nhà, tức tại Mê Linh ở đây. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Thế thì khi hai bà lên ngôi hoàng đế như vậy thì nhà Hán nó tức tối, nó sai thuộc ba tướng quân là Mã Viện. This is school excursion. There are a lot of trips in Vietnam. The school organized the trip to take children to temple or the historical site and educate them about our ancestor history and culture. Get them learn more about our ancestors' culture. That's a good idea and a good practical way of learning your rich. It's good, isn't it? It is. Good idea. Yeah. Thành Mê Linh xưa có bề dài 1.700m, bề rộng 500m, cũng là nơi tọa lạc của ngôi đền. Theo thuyết phong thủy, khu đất này giống hình con voi đang uống nước, bạch tượng, yển hồ. Đền xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, xung quanh là tường gạch, hai bên tả hữu mạc, bao lấy khu sân gạch rộng 900m2. Cửa đền nhìn ra hướng Tây là Tam Quan, đường kéo quân, dấu tích của một thời oanh liệt. Trông lên tòa thượng điện, một không gian tĩnh lặng, thâm nghiêm. Các mái cong cổ truyền, phần gỗ bên trong đều hợp thành một thể thống nhất đầy sức sáng tạo mà mang tính ẩn dụ cao. Sự kết hợp đăng đối của ngôi đền khiến cho người viếng thăm cảm nhận được sự tôn nghiêm thành kính. Đặt chiếc trung tế là một đôi rồng đá với nghệ thuật điêu khắc thời Lê, rất ít nơi có. 30 đạo sắc phong từ đời Lê Cảnh Hưng đến đời Khải Định 1887-1925 đã ghi nhận công đức của hai bà, bất thế anh hùng vương tỷ muội, nhưng tiền cơ chỉ tuế xuân thu, vua chị vua em hào kiệt thế gian khó sánh, còn nền còn móng xuân thu hương lửa dài lâu. Qua những tâm sự, những câu chuyện với Vũ Minh Thọ và chúng tôi, Annie biết rằng nếu đến đây vào dịp đầu năm mới sẽ được hòa mình trong lễ hội 6 tháng Giêng. Trong những ngày lễ hội, nhân dân tổ chức tế dâng hương, meeting kỷ niệm ngày hai bà tế cờ khởi nghĩa để biểu thị lòng sùng kính của quê hương đối với hai bà và giáo dục truyền thống cho con cháu. Mê Linh rực rỡ muôn hoa, nắng sương em vẫn nõn nà đẹp duyên. Bái biệt nhị vị nữ vương, chúng tôi đi qua cánh đồng hoa Mê Linh đang khoe sắc. Những cô gái làng ngô, làng khoai, làng rau ngày nào giờ đây lại dịu dàng hơn bên những luống hoa, trên những thửa ruộng của mình. Chúng tôi và Vũ Minh Thọ đã tạm biệt Annie trong một khung cảnh như thế. Những ngày vui đã dần xa. Không biết Vũ Minh Thọ đã có cho mình được những chất liệu, những thông tin cần thiết để mở tour hay không. Còn chúng tôi rất muốn một ngày nào đó, những điểm dừng chân của chúng tôi ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc vừa qua sẽ có tên trong những tour du lịch quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Mà người đưa du khách lên đây không ai khác chính là Vũ Minh Thọ.